Chào tất cả các bác và các anh. Bác nào đang quan tâm tới lồng lưới bắt quái, và hôm nay em sẽ quay cho các bác, các anh nhà mình một dòng lưới đặt của bên em. Như các bác nhìn thấy thì cái chất lưới này nó đã rất chi là dày và đẹp rồi. Bây giờ em sẽ căng thẳng hết ra nhé, cho các bác, các anh nhà mình được xem. Với dòng lưới này thì em đang quay cho các bác xem là 29 khung đấy. Nhà em thì đang làm là 15 khung. Nhà em đang làm là 15 khung, 19, 21 và 24. Em nhăn cái này lên, nhăn cái cuối lên. Đấy, và ở cái lưới 29 này nhà em thì đang là một cái dòng lưới 7m 29 khung. Khung của nó sẽ là khung 30 các bác nhá. Khung 30 này, cách nhau 20. Và mắt này là mắt 2 ly. Như các bác nhìn đây thì với tất cả cái dòng lưới thì em đưa từ các bác cái dòng lưới này đanh. Và em khẳng định với các bác là không bao giờ bay, xù và nhão là không có nhá. Lưới như em là lưới chắc chắn rất chi là đẹp, bởi vì nó là hàng đặt mà. Trong thời gian vừa qua thì em cảm ơn các bác đã sử dụng rất chi là nhiều. Với dòng lưới của bên em như thế này thì em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Lưới này thì sẽ là lưới xanh nhá. Em ra kia em đếm cho chị xem là đủ 29 khung không. Đếm cái khung sắt ấy. Đấy, cho các bác anh nhà mình được xem 29 khung đủ nhá. Và với 29 khung này thì nó đang là 7m các bác anh ạ. Với chất liệu lưới của bên em thì em đang gửi từ các bác một cái mắt, dòng mắt 2 ly 29 khung, đúng là 7m, đo từ đuôi nọ sang đuôi kia. Và với dòng lưới này thì bác nào mà muốn làm 15 khung thì em sẽ làm 15 khung nhá. Bác nào muốn làm 19 thì em làm 19, muốn làm 21 thì em làm 21. Và chất liệu như là cái túi vào thì nó sẽ là một cái túi so le rất chi là đẹp các bác anh ạ. Rất chi là chuẩn, túi em sẽ làm túi trúc hết để các bác anh nhà mình đánh làm sao cho hiệu quả nhất. Về mắt của nó đây, và khung thép rất chi là cứng. Về dòng lưới đặt đẹp này của bên xưởng em thì hiện tại em đang miễn phí ship khi các anh mà mình đặt từ 5 cái. Đấy, các anh nhà mình đặt từ 5 cái là em sẽ miễn phí ship hoàn toàn nhé. Ở cái dòng lưới này thì bên em còn có lồng cua, lồng cá, lồng tôm rất chi là nhiều. Đấy các bác nhìn này, bao chất lượng và bao đẹp như này nhá. Ở dòng lưới xanh này thì sẽ dây của nó sẽ là dây cước này, đầu sẽ là dây cước các bác thun. Khi các bác đi đánh thì bác là chưa biết, em chia sẻ một chút nhé. Các bác phải buộc cái đầu này vào nhá. Buộc cái đầu này vào để cá tôm nó vào, nó sẽ đựng ở đây này các bác anh này. Đấy, mắt của nó thì sẽ là mắt 2 ly. Mắt bắt từ những con nhỏ nhất đều có thể là sử dụng được. Và với mẫu lưới này, ngày hôm nay bác nào mà đang muốn mua với cái giá tại xưởng, một cái giá đẹp nhất, em sẽ cầm căng lên cho các bác nhà mình xem về nhé. Các bác nhìn này, khung nó cứng và chắc đẹp như thế này. Chỉ có đơn vị em thảo lồng lưới đồ bẫy thôi các bác anh nhé. Với từng chiếc lưới thì sẽ làm rất chi là kỹ thuật và đẹp. Đấy, kỹ thuật và đẹp như thế này các bác anh này. Nếu mà cầm căng ra thì đúng thật sự là rất chi là chuẩn đét luôn, các bác nhìn này, bao chất lượng luôn nha các bác anh nhá. Đấy, anh nào mà đang quan tâm và đang muốn đặt cái mẫu lưới để sử dụng nhiều năm thì các bác hãy đến ngay với xưởng của bên em nhá. Nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đó mới phải trả tiền. Và với dòng lưới này thì bác nào mà đặt thì cũng bảo em nhá, để em làm sớm, em gửi sớm về nhà em luôn luôn là cháy hàng. Nói thật sự với các bác là như vậy luôn. Và với các bác mà đã dùng nhà em một lần rồi thì bác nào cũng ưng. Đấy, các bác nhớ like, chuông và nhớ là đăng ký kênh của em để xem rất nhiều những cái mẫu hay qua những cái đoạn clip ngắn như này nhé. Cảm ơn các bác nhiều ạ.